Hello, em Rukio xin kính chào toàn thể các bác ạ. Chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh đồng hồ cổ Rukio Channel TV. Và trong phiên phát sóng ngày hôm nay thì bên em lại lên sóng và giao lưu với các bác rất là nhiều những cái mẫu sản phẩm đồng hồ trang sức, vòng tay, dây chuyền, chiếc kính, những chiếc hộp quẹt rất là đẹp và độc đáo. Thì trong phiên ngày hôm nay em xin phép được lên mẫu đầu tiên nhé. Mẫu sản phẩm đầu tiên giao lưu với các bác trong phiên ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ mặt màu vân thiên thạch các bác nhé. Đây, một chiếc đồng hồ Swiss Emperor mặt màu vân thiên thạch rất đẹp các bác, mặt đỏ thiên thạch. Các bác nhìn này. Đấy. Kịch độc xốp. Một sản phẩm kịch độc xốp. Đấy. Chiếc đồng hồ này là một phiên bản đồng hồ Thụy Sĩ các bác nhé. Swiss Emperor Thụy Sĩ chính hãng. Màu vân thiên thạch rất đẹp, rất độc đáo. Chiếc này size là 26 các bác. 26 và phần như là phần dây và phần đồng hồ là liền khối. Cả cái sợi dây này nó cũng là bản 26 các bác nhé. Một chiếc đồng hồ chính hãng đến từ Thụy Sĩ với bộ máy cơ cót dòng 2 kim. Bộ máy lên cót dòng 2 kim. Một chiếc đồng hồ Swiss Emperor chính hãng. Mặt các bác nhìn thấy mặt màu đỏ, đỏ lửa, màu vân thiên thạch. Rất độc đáo và rất đẹp. Bộ dây mạ vàng các bạn nhé, bộ dây đi kèm chiếc đồng hồ mạ vàng, các cái vân thiết kế rất là đẹp. Đấy, size 26 các bác nhé. Lại lên tay cái chiếc đồng hồ mà kiểu dáng form và dây liền tay như thế này. Đấy, bao giờ cái bản dây của nó cũng rất là to các bác nhé. Đấy, các bác đừng để ý đến cái mặt đồng hồ. Đấy, bản dây to đeo lên tay thì nhìn nó rất là to. Đấy, nó như là một sản phẩm vòng tay kết hợp với trang sức đồng hồ thôi. Cái dây này thì các bác có thể thu size các bác nhé, thu size đấy, thoải mái tùy thích. Đây, có cái khóa này. Đấy, các bác thu size rồi các bác bấm vào đây, móc vào đây, có cái chỗ móc này, móc vào đấy, xong bấm tạch phát. Đấy, các bác thu size theo size tay của các bác nhé, sợi dây này thu được các bác nhé. Đấy, thì chiếc đồng hồ Swiss Emperor một phiên bản cổ chính hãng của Thụy Sĩ trong phiên ngày hôm nay bên em để cho các bác là 2.300.000 đồng. 2.300.000 đồng ạ. Các bác chốt cho em mã số 1 trong phiên ngày hôm nay nhé. Mặt kịch độc, giá rất tốt, của 2.300.000 thôi. Tiếp theo em lên mã số 2 này. Mã số 2 giao lưu với các bác. Đợi em một chút để em lau cho nó đỡ bị mồ hôi tay. Một chiếc đồng hồ Juvenia. Một chiếc đồng hồ Juvenia chính hãng Thụy Sĩ góc nhá. Chiếc này là một chiếc đồng hồ vàng đúc nguyên khối 14K. Juvenia vàng đúc 14K này các bác này. Phần vỏ vàng đúc hết toàn bộ phần thân vỏ. Đẹp sáng mới keng các bác nhá, đáy đa giác. Đây xoay đáy đa giác. Chiếc này size 34. Size 34 các bác nhé. 34 cũng là một cái size rất là to trong dòng đồng hồ cổ rồi các bác ạ. Vỏ vàng đúc nguyên khối 14K đẹp như mới tinh. Này, chuyện chiếc này chuyện ở đầu càng các bác nhé. Chuyện ở đầu càng này. Chuyện chỉ số vàng đúc. Đấy, đúc 14K. Các bác thấy mới đẹp chưa? Zin nguyên bản. Một chiếc đồng hồ rất đáng chơi và đáng sưu tầm. Đấy, chạy bộ máy cơ tự động các bác nhé. Cơ tự động dòng siêu mỏng. Đấy, Juvenia. Đấy, cái chiếc đồng hồ thương hiệu Thụy Sĩ hãng rất là nổi tiếng. Các bác nhìn này. Cỗ máy của nó chỉ rơi vào khoảng 8 phân. 8,5 ly thôi các bác. Siêu mỏng, siêu đẹp. Rất bền bỉ. Chiếc đồng hồ cỗ máy thời gian. Đấy, những chiếc đồng hồ vàng đúc là những cái sản phẩm các bác đeo trên tay. Đấy, tích chữ tích của. Vừa là sản phẩm lưu giữ lại giá trị thời gian. Một chiếc đồng hồ Juvenia thương hiệu Thụy Sĩ. Đấy, sản xuất năm 60 các bác nhé. Chiếc này thì mới tinh, đẹp tuyệt vời. Dây đi kèm là bộ dây đà điểu các bác nhé. Bộ dây đà điểu màu đen. Đấy, dây khóa. Đồng hồ còn lại thì nguyên bản hết các bác. Đấy, chiếc đồng hồ Juvenia mã số 2 trong phiên ngày hôm nay bên em để cho các bác là 13 triệu đồng nhé. 13 triệu đồng. Đấy, vàng 14K, size to, vỏ đẹp. Máy cơ tự động chính hãng, chuẩn chạy cực kỳ êm luôn. Đấy, các bác mua những cái sản phẩm đồng hồ cao cấp, chiếc đồng hồ đắt tiền bên em luôn bảo hành cho các bác. Cái chế độ bảo hành tại shop là bao test.
trong vòng 7 ngày lỗi hoàn trả hoặc đổi sản phẩm trong vòng 7 ngày và bảo hành cho các bác 1 tháng về máy, về sản phẩm, về máy các bác nhé. Mã số 2, tiếp theo em lên mã số 3 này. Mã số 3 là một chiếc đồng hồ Cartier. Một chiếc đồng hồ Cartier trăng sao. Đấy, có ô lịch trăng sao ngày đêm. Kết hợp với cái vô lăng, cái ba lăng tóc hở lộ cơ đó nhá, lộ cơ này. Đấy. Và cái kim dây đang được đặt ở trên cái ba lăng tóc này đang chạy rất tít. Đấy, một chiếc đồng hồ Cartier. Đấy. Chiếc này phiên bản hàng siêu cấp thôi các bác nhá, không phải hàng chính hãng đâu. Chính hãng thì mấy trăm triệu các bác. Size là 45. Size là 45. Đấy, phần vỏ mạ vàng. Đấy, máy vàng luôn các bác nhé, máy cơ cót, máy vàng. Đấy, chiếc này thì cũng rất là dày dặn và chắc chắn các bác. Đấy, nhìn cũng rất là dày dặn và chắc chắn. Đấy, vỏ mạ vàng toàn thân, máy vàng ươm. Đấy, rất là đẹp các bác nhé. Phần máy thì thiết kế đính 4 con ốc. Đấy, bắt vít rất chặt. Đấy, kiểu dáng form rất khỏe khoắn, rất chắc chắn. Size 45 dành cho các bác nào tay to khoảng 80 cân đổ lên các bác đeo nhé. Cartier phiên bản trăng sao. Đấy, lộ ba lăng tóc. Đấy, như tua bi lông luôn, như phiên bản tua bi lông. Chiếc này đặc biệt là máy cơ cót các bác nhé, không phải là máy pin đâu. Máy cơ cót này. Đấy, mỗi ngày các bác lên cót cho nó khoảng 20-30 vòng là nó sẽ chạy tít mù luôn. Một chạy được khoảng cỡ khoảng được khoảng 26-30 tiếng các bác nhé. Đấy. Cartier. Bốn chân càng to, dày dặn chắc chắn. Đấy, núm đính đứng đá này. Đấy, núm đính viên đá màu xanh. Mã số 3 cho chiếc Cartier ngày hôm nay. Bên em để cho các bác là 1.800.000 đồng nhá, 1.800.000 đồng. Chiếc này máy cơ cót các bác ạ, không phải máy pin đâu nhá. Máy cơ cót chạy cực kỳ chuẩn, rất êm ru. Đấy, em đang đeo mẫu này, chạy cực kỳ bền luôn. Đấy, phiên bản lịch trăng sao lại còn kết hợp với cả. Đấy, các bác nhìn đi. Đẹp chưa? Mặt thiết kế như vân quả bóng gôn các bác. Đấy. 1.800.000 các bác nhé, chốt cho em mã số 3 cho chiếc Cartier này. Đấy. Tiếp theo em lên mã số 4 này. Mã số 4 giao lưu với các bác là một chiếc đồng hồ vàng đúc các bác nhé. Một chiếc đồng hồ vàng đúc Vetex. Một chiếc đồng hồ Vetex của Thụy Sĩ, vàng đúc nguyên khối 9K. Đấy. Chiếc nào em báo rất là rõ thông tin, thông số sản phẩm và size và kích thước. Chiếc này size 30 các bác nhé, size 30 form vuông. Các bác lưu cho em một chút là các bác chơi hàng cổ. Đấy, không có size to đâu các bác nhé. Không có đến size 38, 39, 40 đâu. Đấy, nhiều các bác cứ thấy em quay ở trên này nhìn to. Nhưng các bác mua về, đấy, các bác kêu là bé quá, nhỏ quá. Đấy, không đeo vừa. Đấy, em đã nói rất rõ ràng là những chiếc đồng hồ cổ không có size to. Và em đo size rất là kỹ nhé. Đấy, đo thông số, đo size bằng thước. Đấy, các bác mua hàng các bác lưu ý cho em một chút. Về cái phần kích cỡ sản phẩm. Không rồi là mua xong rồi là các bác lại chê bé chê nhỏ không dùng được, xong rồi là cứ đổ đi đổ lại rất là mất thời gian. Đấy. Bao giờ em bán hàng em cũng rất nói rất là rõ. Đấy. Được thì các bác ok, ưng thì các bác ủng hộ, không thì thôi. Ngộng giao lưu các bác có thể tham khảo. Đấy. Không bắt ép các bác là vào xem, là bắt là ép là phải mua, là phải thế này thế nọ, xong rồi là về không thích là các bác đổi. Đấy. Em không bán hàng theo phong cách đấy các bác nhá. Một chiếc đồng hồ Vetex, chiếc này size 30 form vuông. Lên tay cho các bác đeo hàng cổ thì các bác tay nhỏ đeo đẹp thôi, các bác tay to thì không đeo được luôn nhá, em nói rõ ràng luôn. Đấy, tránh mất thời gian. Chiếc Vetex vàng nút 9K các bác nhá, vàng 9K nguyên khối và đằng sau thì rất là nhiều các cái chữ của Tây bản kỷ niệm. Present by the British Oil này. Đấy, của hãng thương hiệu William G. Lock. 1934, 1956. Một phiên bản kỷ niệm 2025 của hãng thương hiệu này. Dây khóa tay. Dây khóa tay rất là chất lượng. Một chiếc đồng hồ cổ vàng đúc 9K các bác nhé. Size 30. Form vuông. Size 30 form vuông thì cũng không nhỏ đâu các bác. Dây khóa tay. Dây khóa của tay rất là chất lượng. Chiếc vàng đúc chạy bộ máy cơ cót, cọc số học trò, kim rốn cổ, góc 6 giờ các bác nhé. Đấy. 6 giờ. Ngày hôm nay thì chiếc đồng hồ vàng đúc thương hiệu Vetex mã số 4 em để cho các bác là 6.500.000 đồng. 6.500.000 đồng nhé các bác nhé. Đấy, bán cho các bác cái sản phẩm này giá ngang giá vàng thôi. Đấy, cả một chiếc đồng hồ rất là dày dặn chắc chắn như thế này. Đấy, có 6.500.000 đồng vàng đúc.
đó nhá. Đấy, chiếc này đúc cả chốt các bác ạ, đúc cả chốt. Cái chốt ngang này các bác đúc này. Tất cả toàn bộ phần vỏ là bằng đúc hết. Mã số 4 cho chiếc VTEC 6 triệu 500 ngàn đồng. Tiếp theo em lên mã số 5. Mã số 5 là một chiếc đồng hồ Lancet. Một chiếc đồng hồ Lancet đến từ Thụy Sĩ các bác nhá. Một chiếc đồng hồ cơ cổ Thụy Sĩ bọc vàng. Size 34. Chiếc này size 34, phần vỏ nước bọc vàng rất mới các bác, gần như là đây là một mẫu sản phẩm đồng hồ gọi là trưng bày sưu tầm rồi không để đeo các bác, rất mới. Bốn chân càng vuông thành sắt cạnh các bác nhá, mặt trắng với thiết kế 3 kim, một ô cửa lịch góc 3 giờ, Lancet Automatic. Máy cơ động 25G. Đi kèm với chiếc đồng hồ là một cái sợi dây chun Mỹ bọc vàng các bác nhá. Một cái sợi dây chun bọc vàng rất là đẹp. Đấy, các bác có sẵn đồng hồ và dây đeo luôn. Đấy, các bác nhìn bộ dây này cũng rất là mượt mà, để các hoa văn họa tiết hình tam giác. Chiếc đồng hồ Lancet mặt trắng tinh khôi, 3 kim một lịch, các cọc số mạ vàng nổ. Đấy, kiểu dáng form size lên tay rất đẹp các bác ôm tay. Dây chun mới keng. Đấy, chiếc đồng hồ Thụy Sĩ tự động. Đấy, phiên bản chính hãng ngày hôm nay, mã số 5 nhé. Mã số 5 giao lưu với các bác là 2.900.000 đồng cho chiếc Lancet 2.900.000. Đi kèm với dây chun, sợi dây này cũng mấy trăm ngàn rồi các bác. Đấy, để cho các bác là 2.900.000 đồng các bác nhé. Chốt cho em mã số 5 cho chiếc Lancet. Tiếp theo em lên mã số 6 này. Mã số 6 là một chiếc đồng hồ kiểu dáng form rất độc đáo, form vuông nhưng mà thiết kế vát góc các bạn, vát góc bo tròn ở bốn góc. Đây là một chiếc đồng hồ thương hiệu Everlast. Phía sau ngọn núi các bác nhé. Đấy, một thương hiệu phía sau ngọn núi này. Đấy, Everlast chính hãng của Nhật, Japan Mode, vỏ stainless cây. Chiếc này kiểu dáng form hình chữ nhật, size khủng các bác ạ, size 46 các bác nhé, form khủng luôn. Đấy, một thương hiệu Everlast phía sau ngọn núi này. Bộ dây khóa đi kèm với chiếc đồng hồ, dây handmade cũng rất là dày dặn chắc chắn các bác. Chiếc đồng hồ chính hãng đến từ Thụy Sĩ, chính hãng đến từ Nhật các bác nhá. Các bác nhìn lại thiết kế form chữ nhật nhưng mà bo các góc này tạo điểm nhấn này. Đấy, không phải là các cái đường hình thẳng các bác nhá, đường kẻ thẳng, mà là những cái đường cong. Đấy, đường cong quyến rũ các bác ạ. Đấy, đường cong bao giờ nó cũng quyến rũ hơn là đường thẳng. Everlast đẹp quá các bác ạ. Đấy, bác nào tay to các bác đeo cực kỳ khỏe luôn ạ. Một chiếc đồng hồ kiểu dáng form kịch độc. Đấy, kịch độc cực kỳ khỏe. Form chữ nhật size 45. Đấy, vỏ thép inox toàn bộ luôn, stainless steel cây. Chiếc đồng hồ Everlast. Đấy, một chiếc đồng hồ đến từ Nhật các bác nhá. Mã số 6 ngày hôm nay. Đấy, để cho các bác là 800.000 đồng. Cho mã độc, mã đẹp. Và chốt lên cho em mã số 6, 800.000 đồng các bác nhá. Everlast. Tiếp theo em lên mã số 7. Mã số 7 thì là một chiếc đồng hồ mã nữ các bác. Một mã nữ độc, mã nữ đẹp. Juvenia. Tiếp tục là một thương hiệu Juvenia này. Chiếc này như là một chiếc đồng hồ phiên bản lộ cơ, lộ máy. Đấy các bác nhìn này. Cả cái phần mặt số đồng hồ. Đấy, kim đĩa này các bác nhìn này, kim đĩa này. Đấy, các bác nhìn thấy kim giờ và kim đĩa ở bên trong nhá. Thiết kế một cái đĩa bên trong. Đấy, các cọc số thì được đặt ở trong các cái ô không gian. Đấy, xuyên thấu, nhìn xuyên từ trong ra ngoài các bác. Đấy, nhìn xuyên từ trong ra ngoài với cỗ máy Thụy Sĩ lộ máy luôn. Đấy, cho các bác nhìn Juvenia nhá. 1055. Máy cơ cót 17G chuẩn chỉ. Đấy, bao giờ bán cho các bác là bên em bán cũng hàng rất chuẩn chỉ, từ những mẫu sản phẩm lộ cơ, lộ máy đến những cái sản phẩm bịt máy. Đấy, các bác mua mẫu nào bên em đều báo thông số rõ ràng và bao chuẩn hàng. Đấy, có một số các cái thành phần ở trên mạng các bác gọi là giang hồ mõm vào comment bên em là bán hàng không mở máy thì ai mua. Đấy, thì em xin phép là các cái thành phần đấy là em không giao lưu luôn các bác nhé. Đấy, thấy người ta bán được là bắt đầu ghen ăn tức ở vào comment lại chọc phá.
các bác không được xem máy ở đây, nhưng mà sau cái video clip này các bác có nhu cầu mua sản phẩm nào, các bác kết bạn Zalo nhé, bên em gửi ảnh chi tiết sản phẩm, ảnh máy cho các bác xem, bao chuẩn luôn, không chuẩn không lấy tiền đấy. Trả lại cái uy tín bên em bán hàng gần 2-3 năm nay đấy, không lại không bằng một cái sản phẩm một vài triệu của các bác. Chiếc này dây khóa tay các bác nhá, dây khóa không zin nhưng mà là dây khóa tay. Đấy, dây khóa tay đi kèm chiếc đồng hồ. Đấy, chiếc này form kiểu dáng hình chữ nhật. Đấy, chân càng hình chữ móc này, móc. Chân càng hình móc. Size 25 x 31 form tanh các bác nhá, form chữ nhật. Đấy. Máy cơ cót các bác, máy cơ cót lên tay rất là êm. Cái mã này là một mã nữ độc đáo, rất đẹp, rất điệu. Đấy. Các bác nam về các bác mua tặng cho vợ mình. Những cái chiếc đồng hồ cổ Thụy Sĩ lên tay này. Các bác thấy lên tay không? Cực kỳ bền, vĩnh cửu thời gian luôn. Đặc biệt là hàng này hàng sưu tầm các bác nhá, kiếm được chiếc thứ hai không có đâu. Các bác mua đồng hồ chính hãng đời mới, các bác vào tiệm shop đầy, nhưng mà các bác mua những chiếc đồng hồ cổ này thì kiếm được chiếc thứ hai là không có đâu. Đây em khẳng định luôn nhá. Juvenia, các bác nhìn cái thương hiệu còn khắc ở trên vỏ nhá. Các bác có thể nhìn thấy Juvenia Swiss không? Đấy. Thiết kế chỉnh chu, bọc vàng, đáy lộ cơ, lộ máy. Đấy, mặt nhìn xuyên thấu, rất đẹp. Càng chân nhìn móc, độc đáo, form chữ nhật. Đấy, kiểu dáng nhỏ xinh, một chiếc đồng hồ nữ rất đáng chơi. Các bác mua về tặng cho những người vợ của mình. Chiếc Juvenia mã số 7 ngày hôm nay, bên em để cho các bác là 2 triệu đồng nhé. 2 triệu đồng cho mã số 7. Cái mức giá rất là tốt rồi các bác ạ. Em lên mã số 8 này. Mã số 8 là một chiếc đồng hồ Citizen. Một chiếc đồng hồ Citizen đến từ Nhật các bác nhé. Kính Sapphire này. Citizen kính Sapphire. Ô lịch được đặt cọc 6 giờ trong vòng tròn. Các cọc số đính đá. Các cọc số đính đá kết hợp các cọc số kim là lúa này. Chiếc Citizen chạy bộ máy pin Nhật các bác nhé. Pin Nhật size 41. Size 41, phần vỏ mạ vàng, đáy là thép inox, chỗ này mới tinh. Mới tinh tem các bác, đấy, nguyên tem. Dây khóa mạ vàng rất chất. Đến tay cho các bác xem chiếc Citizen này. Citizen mặt trắng các bác nhé, mặt trắng. Kính Sapphire, cọc số đính đá kết hợp cọc số kim là lúa. Mặt thai lòng, vỏ mạ vàng size to. Trên này máy pin của Nhật các bác nhé, để cho các bác là 800.000 đồng. 800.000 đồng cho mã số 8 nha các bác nhá. Đấy, chốt cho em chiếc Citizen này 800. Mới tinh, đẹp xuất sắc luôn. 800.000 đồng cho chiếc Citizen này. Tiếp theo lên mã số 9 nhá. Mã số 9 là một chiếc đồng hồ Cancelo. Một chiếc đồng hồ Cancelo đến từ Thụy Sĩ các bác ạ. Chiếc này mặt màu xanh. Mặt màu xanh, máy cơ tự động 21G, calendar một lịch. Mặt xanh này, các bộ kim cọc mạ vàng to nổi trên nền mặt xanh. Đấy, phần vỏ thiết kế rất độc đáo các bác. Phần vỏ thiết kế bọc vàng với vân. Đấy, vân phay nhuyễn các bác nhá, vân phay nhuyễn. Đấy là thép inox. Chiếc đồng hồ Cancelo. Đấy. Chiếc này kiểu dáng form thùng rượu. Đấy, mặt tròn form thùng rượu. Size là size 34 các bác nhá, size 34. Phần vỏ bọc vàng vân phơi nhuyễn các bác, rất đẹp, rất độc đáo. Một chiếc đồng hồ chính hãng đến từ Thụy Sĩ. Đấy, chiếc này mặt xanh, bộ dây cũng màu xanh đi kèm bộ dây đà điểu các bác nhé. Bộ dây đà điểu đi kèm với chiếc đồng hồ mặt xanh rất độc đáo các bác. Đấy. Lên tay cho các bác xem chiếc đồng hồ này. Một phiên bản Thụy Sĩ cổ các bác nhé. Đấy, chiếc đồng hồ cổ chính hãng. Mặt rất nhiều màu sắc, mặt xanh. Đấy, kiểu dáng form... Phần vỏ thiết kế cũng rất là độc đáo. Ba kim một ô lịch, các cọc số to nổi trên nền mặt xanh. Cancelo, máy cơ tự động 21G. Nguyên bản. Chiếc đồng hồ cổ mấy chục năm đẹp mới như thế này các bác. Ngày hôm nay em để cho các bác chiếc Cancelo mã số 9 nhá. Là 2.600.000 đồng. 2.600.000 đồng ạ, cho mã số 9 này. Cho cái phiên bản đồng hồ Thụy Sĩ độc đáo đẹp như thế này. Mặt xanh.
Đấy, dây đi kèm với chiếc đồng hồ, sợi dây rất hợp màu mặt nha các bác nhé. Đấy, sợi dây đà điểu mã số 9 là 2,6 triệu này. Tiếp theo em lên mã 10 nhé. Mã 10 giao lưu với các bác là một chiếc đồng hồ chính hãng. Chiếc này hình thức đẹp hoàn hảo các bác. Chiếc này hình thức đẹp hoàn hảo các bác nhé. Đấy, một chiếc đồng hồ Salvatore Ferragamo. Một chiếc đồng hồ chính hãng đến từ Thụy Sĩ. Chiếc này kiểu dáng form chân càng rất độc các bác nhìn này. Đấy, chân càng thiết kế thêm một cái thanh ngang ở đây này. Đấy, cái thanh đặt ngang ở đây. Ở trên này thì là thanh thì được thiết kế đặt ở dưới, ở đây thì đặt ở trên. Đấy, hàng zin các bác nhá, hàng zin. Salvatore Ferragamo. Chiếc này em đã check ngoài hãng, ngoài thị trường hãng đang bán giá 15 triệu các bác nhá, 15 triệu đồng. Cái thương hiệu Thụy Sĩ nổi tiếng dòng cao cấp này rất đắt đỏ các bác ạ. Chiếc này size là 40. Size 40, chuẩn size không tính núm. Chạy bộ máy pin. Bộ máy pin. Một chiếc đồng hồ chính hãng đến từ Thụy Sĩ đây, Salvatore Ferragamo. Phiên bản FF3. Phiên All Stainless Steel, phần này mạ vàng, phần niềng và phần ngang này mạ vàng các bác nhá. Zin nguyên. Dây khóa thì không zin các bạn, dây khóa không zin, đồng hồ nguyên bản. Các bác đeo chiếc này size rất to, nhìn lên tay cực kỳ trẻ trung các bác nhé, rất trẻ trung. Đấy. Đẹp, độc đáo, trẻ trung. Đấy, phù hợp với các bác. Đấy. Các bác, cái chiếc đồng hồ này thì các bác phối đồ rất là dễ, gần như là đồ nào các bác đeo lên tay phối nó cũng rất là hợp. Từ sơ mi đến áo phông. Đấy. Chiếc đồng hồ chính hãng các bác nhé. Đấy. Các bác mua được ở bên em, đấy, hàng cũ đã qua sử dụng. Cho nên là được những cái mức giá rất là tốt. Đấy, tốt hơn nhiều so với các bác mua hàng đợi, hàng mới ngoài tiệm đúng không? Giá rẻ cỡ phải 2/3, 3/4 luôn. Đấy, chiếc đồng hồ ngày hôm nay để cho bác là 2.500.000 đồng nhá. 2.500.000 đồng. Đấy, Salvatore Ferragamo, các bác lên mạng check 15 triệu store. Đấy, ngày hôm nay shop Đức Yo bán 2.500.000 đồng. Chính hãng Thụy Sĩ, đẹp tuyệt vời. Chốt cho em mã số 10 này. Tiếp theo em lên mã 11 nhé. Mã 11 giao lưu với các bác một sợi dây bạc. Sợi dây bạc này rất chất các bác. Đấy, sợi dây bạc này là sợi dây bạc thì thiết kế theo phong cách. Phong cách này gọi là phong cách vảy rồng các bác nhé. Đấy. Sợi dây thiết kế theo phong cách các mắt xích vảy rồng. Đây như kiểu là hình một, đây là hai hình hai đầu rồng các bác, hai chú rồng. Đấy, hai chú rồng. Đấy, ngoạm vào nhau. Hai chú rồng ngoạm vào nhau các bác nhá. Đấy. Hai chú rồng ngoạm vào nhau. Một sản phẩm sợi dây chất liệu bằng bạc đúc. Bạc đúc nguyên khối các bác, bạc đúc nguyên khối. Đấy. Trọng lượng là một cây hai các bác nhé. Trọng lượng là một cây hai bạc. Rất đẹp các bạn, rất đẹp, rất mới. Đấy, độc đáo. Ở đầu móc này là hình đầu rồng. Đấy, biểu tượng đặc trưng. Sợi dây bạc đúc. Đấy, các bác nào không có điều kiện, các bác chơi những sợi dây vàng thì các bác chơi những món bằng bạc cũng được. Nó cũng rất là bền và giá trị bạc thì nó tuy là không được bằng vàng nhưng nó cũng có giá các bác nhé. Món trang sức rất độc đáo các bác. Cái sợi dây mắt xích như kiểu vảy rồng đại đan sen uốn quanh. Sợi này kích thước cỡ vào khoảng 52 phân các bác nhé. 52 phân. Một đầu là 52, hai đầu là 26 phân. Đấy. Sợi dây chất liệu bằng bạc đúc rất là nặng các bác, rất là nặng. Đẹp. Đấy, cái móc này nó đang bị tuột vào đây. Cái móc này là cái móc nó để nó nối hai cái con rồng lại các bác ạ. Móc này là móc để nối hai cái con rồng này lại, nó bị tuột vào giữa. Đấy, chiếc sợi dây chuyền bằng bạc đúc ngày hôm nay em để cho các bác là 1.500.000 đồng nhá. 1.500.000 đồng. Đấy, một cây hai bạc. Đấy, để cho các bác là 1.500.000 đồng. Các bác chốt sợi dây lên mã số 11 cho em 1.500.000 đồng các bác nhá. Cho sợi dây bằng bạc đúc này. Đấy, tiếp theo
Em lên mã số 10, 12. Mã số 12 là một chiếc đồng hồ Omega các bác nhé. Mã số 12 để em đang lau qua một chút, cầm vào nó hơi bị bóng, mồ hôi tay nó hơi bị bóng các bác. Mã số 12 thì gọi là một siêu phẩm các bác nhé, siêu phẩm mã VIP Omega, mặt đường băng, mặt mặt hai vân đường băng các bác nhé, kẻ sọc ngang và kẻ sọc dọc này. Đấy, Omega mặt lụa vàng vân đường băng đấy, một kẻ sọc ngang một kẻ sọc dọc cắt tại 3 điểm đấy. Chưa, để mặt kịch độc, mặt kịch độc xốp có 102 các bác. Úi dồi, đẹp thế, đẹp thế các bác. Size là 34 nhá các bác nhá, chiếc này size 34 chuẩn size. Omega cổ chính hãng Thụy Sĩ, một phiên bản Seamaster Devin. Seamaster Devin. Đấy, logo thương hiệu vàng Omega, máy cơ tự động. Lúm zin. Đấy, chiếc này là phần niềng niềng 4 chân là bằng cáp côn các bác nhá, cáp côn phủ một lớp vàng, đáy là logo ngựa, ngựa to. Chiếc này bản logo ngựa to các bác, rất nổi, rất sắc nét. Chiếc Omega này đẹp quá trời các bác. Các bác nào có điều kiện, các bác sưu tầm, các bác đeo những cái sản phẩm này, những cái sản phẩm đã qua sử dụng mấy chục năm rồi nha các bác nhé, còn rất mới các bác, độ đẹp, độ mới rất cao. Bên em giao lưu với các bác từ những sản phẩm bình dân đến những sản phẩm cao cấp. Bất kỳ các bác nào, khách nào có nhu cầu và mua đồng hồ, bên em đều có thể đáp ứng hết cho các bác. Đấy, từ những sản phẩm giá rẻ đến những sản phẩm giá trị cao. Đấy, chiếc Omega ngày hôm nay đẹp chưa các bác, máy cơ tự động các bác nhá, chính hãng luôn, zin nguyên hết toàn bộ chiếc đồng hồ, lúm zin, niềng 4 chân, cạp gôn, váng đúc, đáy logo ngựa to, một phiên bản Omega Seamaster Devin chính hãng, độ mới hoàn hảo xuất sắc, một chiếc đồng hồ đáng chơi, đáng sưu tầm. Đấy, mã số 12 trong phiên ngày hôm nay. Các bác chiêm ngưỡng đi, các bác ngắm chiếc Omega này đi ạ. Mặt của nó độc, nó đẹp lắm. Mặt mặt vàng này, đường băng này, bao giờ các bác đi đeo ra đường phát gặp ánh sáng, nó bắt sáng, nó bắt cái mặt đồng hồ nó cứ thích tỏa sáng, nó cứ phát sáng, nó nhìn mê. Kinh luôn các bác. Đấy, chiếc Omega ngày hôm nay nhá. Đấy, bên em để cho các bác là 13 triệu đồng. Đấy, 13 triệu đồng các bác nhá, giá quá tốt. Giá quá tốt các bác. Đấy, các bác đi tham khảo thoải mái. Em cho các bác đi tham khảo thoải mái đúng không? Đấy, các bác thấy bên em bán ok, hàng tốt, hàng chất lượng, giá phải chăng, các bác quay lại ủng hộ shop cũng chưa muộn. Đấy, không có gì ở muộn các bác nhá. Đấy, bên em bán hàng theo phong cách uy tín, bán hàng theo phong cách khẳng định luôn, là bên em sẽ bán rất lâu dài. Đấy, cho nên là tất cả mọi nhu cầu của các bác em đều đáp ứng hết. Đấy, chiều các bác. Đấy, vui lòng các bác đến, vừa lòng các bác đi, chiều các bác hết mình luôn. Đấy, chiếc Omega 13 triệu các bác nhá. Đấy, các bác đi tham khảo thoải mái, ở đâu rẻ đẹp thì các bác mua đúng không? Đấy, không bắt ép. Những cái sản phẩm này em lên gọi là giới thiệu cho các bác về kênh của shop, về uy tín, về thương hiệu, về kênh của shop, về những mặt hàng bên em đang có và bên em sưu tầm bán. Đấy, nhiều mẫu em lên, các bác không mua em cũng đâu có cần bán đâu đúng không? Em để em bày em chơi. Những cái mặt hàng này càng để nó càng có giá trị các bác nhá, những chiếc đồng hồ cổ. Đấy, càng để càng sưu tầm thì nó thời gian thì nó càng có giá trị thôi. Đấy, những cái sản phẩm này nó không sản xuất nữa các bác, đến ngày nay không sản xuất nhá. Các bác có thể ra tiệm, các bác mua đồng hồ chính hãng đời mới được, nhưng mà các bác ra tiệm đồng hồ cổ không có ai bán đâu. Cái này mất rất nhiều công sức thời gian để em mua. Em lên chiếc Uno các bác nhá, chiếc Uno bằng Thụy Sĩ này. Uno Thụy Sĩ bạc vàng, chiếc này đặc biệt là một phiên bản kính tràn viền các bác nhá, kính tràn viền thì gần như là các bác nhìn thấy cái viền này nó rất là ít. Đấy, cái mặt số của nó khá là to. Đấy, nó tràn viền ra, mặt bát úp, một chiếc Uno chính hãng Thụy Sĩ, máy cơ cót 17G. Size là 34 các bác nhá. Size 34, phần vỏ bọc vàng. Vỏ bọc vàng, đáy là thép inox stainless steel. Đấy, một chiếc đồng hồ Uno chính hãng, các cọc số đen, thiết kế các cọc số mạ vàng nổi. Đấy, một chiếc đồng hồ chính hãng đến từ Thụy Sĩ, size to, kính tràn viền, đẹp, nguyên zin nguyên bản.
đồng hồ không có dây thì bên em sẽ tặng kèm cho các bác một sợi dây. Đấy. Chiếc Uno ngày hôm nay mã 13 nhé, mã 13 để cho các bác là 2.200.000 đồng, 2.200.000 đồng. Đấy, chiếc Uno mã số 13 giá quá tốt. Chiếc này hiện tại nó đang chắc là nó bị kẹt thôi. Đấy, em sẽ cố gắng xử lý tốt cho các bác trước khi gửi nhá. Các bác yên tâm là nhận hàng. Đấy. Nhận hàng các bác sẽ nhận được sản phẩm như bên em mô tả và đồng hồ phải chuẩn chỉ, phải chạy. Không bán hàng hỏng, hàng lỗi, hàng chết cho các bác. Tiếp theo em lên mã 14 này. Mã 14 là một chiếc đồng hồ Seconda. Một chiếc đồng hồ Seconda đến từ Nga các bác nhá. Chiếc này size là 35. Đấy, size 35, mặt vàng các bác, mặt vàng đẹp lắm. Các cọc số la mã nổi màu đen, bộ kim cọc màu đen này rất nổi trên nền mặt vàng. Seconda, một phiên bản đồng hồ Nga chính hãng các bác nhé, phiên bản cổ chính hãng, size 35, nhìn rất đẹp, rất mê các bác, rất đẹp, rất mê. Đấy. Vỏ bọc vàng, mặt vàng. Đấy. Chiếc này size 35, máy cơ cót 17G. Các cái dòng này thì chạy với dòng máy Bonzot của Nga các bác nhé, Bonzot của Nga 17G. Seconda mã số 14 ngày hôm nay để cho bác 1.500.000 đồng nhé, 1.500.000 đồng. Đấy, sẽ lắp tặng cho bác một sợi dây đi kèm, bác nào chuyển khoản hết bên em bao ship nhé. Bên em nói rõ luôn là bên em không bán hàng ship code các bác ạ, các bác nào mua thì các bác chuyển khoản. Đấy, tin tưởng shop thì các bác chuyển khoản hết, còn chưa tin tưởng thì các bác đặt cọc cho shop. Đấy, 10% giá trị sản phẩm. Đấy, em gửi hàng đến các bác nhận kiểm tra đàng hoàng và thanh toán cho shop. Bên em bán cái mặt hàng này không phải là mặt hàng đại trà các bác nhé. Đấy. Không phải là mặt hàng có nhiều, các bác muốn mua có nhiều đúng không? Những cái sản phẩm em lên chỉ có một chiếc duy nhất. Đấy. Và em mong muốn là bán cho các bác về các bác thích, các bác sử dụng các bác thích, chứ không phải là về các bác đấy, chê rồi các bác không thích rồi. Đấy. Cảm thấy nó không vui vẻ lắm. Đấy. Em lên cho các bác một chiếc nhận Mỹ các bác nhé. Một chiếc nhận Mỹ vàng 10K. Một chiếc nhẫn Mỹ vàng 10K các bác. Đấy. Chiếc nhẫn này đây, 10K HG của thương hiệu HG. Em đo size nhá. Size ngang nhẫn là 18.5 các bác ạ. Size ngang nhẫn là 18.5. Đấy, một chiếc nhẫn Mỹ phiên bản 1957. Đấy, 1957. Các bác nhìn các cái họa tiết khắc ở hai bên phần thân nhẫn rất là đẹp. Đấy, trên cái mặt của cái viên nhẫn, cái chiếc nhẫn này nó còn có một cái logo vàng nữa các bác nhé, vàng. Đấy, trọng lượng vào khoảng 1 chỉ các bác nhé, gần 1 chỉ. Đấy, 1 chỉ. Một chiếc nhẫn Mỹ vàng 10K HG các bác nhé, size ngang nhẫn là 18.5. Các bác đo size tay kỹ chú ý cho em một chút, về không đeo được mất. Đấy, mất thời gian lắm. Đấy. 1957 dành cho bác nào kỷ niệm sinh năm 1957. Một chiếc nhẫn vàng 10K thương hiệu HG. Rất đẹp, rất độc đáo, rất chất lượng. Đấy, trọng lượng khoảng gần chỉ. Lấy tay cho các bác xem nhá. Bác nào thích, bác nào tay nhỏ lại thích đeo chiếc nhẫn Mỹ theo phong cách nhỏ nhẹ, đẹp, độc đáo, chất lượng, các bác chốt chiếc này cho em. Ngày hôm nay em để cho các bác là 4 triệu đồng các bác nhé, 4 triệu đồng cho chiếc nhẫn này, 4 triệu các bác, 4 triệu đồng cho một chiếc nhẫn vàng. Các bác đeo chơi, đeo chán, đeo mãi, bán chẳng có sợ lỗ mấy đâu. Cái món này các bác mua về, các bác đeo sẽ rất là thích nhé. Đấy. Nhẫn cổ, nhẫn Mỹ cổ các bác nhé, vàng 10K, mã số 15, 4 triệu đồng. Tiếp theo em lên mã 16 này. Mã 16 là một chiếc nhẫn bạc. Một chiếc nhẫn bạc. Chiếc này đá ruby các bác nhá. Ruby sao. Đấy. Ruby sao các bác có thể nhìn thấy cái sao ở trên mặt đá. Đấy. Sao này không phải sao 5 cánh. Sao này là sao tụ một điểm thôi. Sao ruby sao tụ điểm thôi. Đấy. Một chiếc nhẫn bạc. Với một viên đá ruby sao. Đấy. Hai bên khắc hình logo ngựa các bác nhá, ngựa tung cánh này. Logo ngựa tung cánh. Đấy.
Bác nào tuổi ngọ này các bác chốt chiếc nhẫn này nhá, tuổi ngựa này. Đấy. Bình thường là ngựa phi nước đại, bây giờ ngựa tung cánh ngựa bay luôn các bác ạ. Đấy, ngựa này thì bay còn nhanh hơn cả ngựa đi bộ các bác nhá. Đấy, ngựa chạy đi bộ. Đấy, cho nên là các bác đeo chiếc nhẫn này vừa sản phẩm bạc trang sức phong thủy. Đấy, kết hợp với một viên đá ruby thiên nhiên, ruby sao các bác nhá. À đâu, viên đá sapphire chứ, quên. Viên đá sapphire xanh rêu ánh sao. Đấy, cái viên này rất là to này các bác này, viên đá này rất là to. Đấy, đường kính nó vào khoảng 1,8 ly các bác nhá, 1,8 ly đấy các bác, không hề nhỏ một chút nào, viên đá rất là to. Em lên tay cho các bác, đẹp chưa? Đẹp chưa? Một viên đá sapphire, quên các bác, sapphire xanh. Đấy, sapphire xanh. Ánh sao. Logo hình ngựa. Đấy, ngựa thiên thần các bác nhá, ngựa thiên thần có cánh bay. Thiết kế tỉ mỉ, đấy, đính đá này, đính đá ở trên này, chiếc nhẫn bạc đẹp quá các bác, đẹp lắm. Các bác chốt về các bác đeo, cái món sản phẩm này các bác đeo trên tay ạ, sẽ làm nổi bật đôi tay của các bác. Đấy, kết hợp tài lộc phong thủy. Đấy, chiếc nhẫn bạc ngày hôm nay mã số 16 nhá, em để cho các bác là 1.300.000 đồng, mã số 16, 1.300.000 đồng. Đấy, chốt cho em chiếc nhẫn này mã 16 nhá, 1.300.000. Tiếp theo em lên mã 17. Mã 17 là một chiếc vuốt hổ. Một chiếc vuốt hổ các bác nhá. Chuẩn xịn. Đấy. Chiếc này kích thước là vào khoảng 4/2 các bác, 4/2. Đấy. Bọc bạc ở đầu các bác nhá, bọc bạc rồng này. Bọc bạc rồng này, móc này. Móc có khía này. Chiếc vuốt này khá là cong các bác, nhìn cong này, cong gần lên cái đầu móng thịt. Đó, nó rất là đẹp. Đấy. Một chiếc vuốt hổ bọc bạc, đầu móc, có đầu móc đeo. Đấy, các bác kết hợp với những cái sợi dây, những cái sợi dây bằng bạc bên em. Còn các bác về các bác có dây thì các bác đấy, sẵn dây các bác đeo luôn. Đấy, các bác nhìn đấy, vuốt hổ chuẩn xịn các bác nhá. Đấy, nguyên thớ này, nguyên vân, chuẩn xịn, bao chuẩn cho các bác luôn, không chuẩn không lấy tiền ạ. Về các bác cứ đi kiểm tra thẩm định thoải mái nhé. Đấy. Bên em đã thẩm tại tiệm rồi thì không lệch được đâu các bác. Đấy, các bác còn lăn tăn thì về các bác cứ đi thẩm phát nữa nhé. Đấy. Còn các bác làm mà thẩm lệch thì về em gửi cho các bác cái giấy kiểm định nhé tại shop. Nhiều các bác là em bán cho các bác là giá nhiều mẫu là chuẩn đồ các bác về. Không biết là các bác mang đi đâu các bác thẩm xong rồi các bác bảo là không phải không chuẩn. Đấy, về em mang ra tiệm em kiểm định có giấy đàng hoàng luôn. Đấy, em gửi lại cho các bác luôn. Bán là bán chuẩn đồ các bác nhé. Đấy, các bác nhìn em lên bao nhiêu mặt hàng chất lượng đẹp độc như thế. Đấy, đi bán lừa các bác một vài sản phẩm làm gì đâu. Đấy, có như thế nào thì em báo như vậy và cái giá của nó cũng sẽ tương xứng với những cái sản phẩm, những mức giá sản phẩm. Chiếc vuốt hổ với kích thước là dài là 4/2 các bác nhé, 4/2, bọc bạc, hình rồng bay. Đấy. Có cái móc khía vân rất là đẹp các bác. Móng cong, vuốt đẹp. Để cho các bác chiếc vuốt hổ ngày hôm nay 2.300.000 đồng, mã 17 nhá. 2.300.000 đồng. Các bác nào mà chưa sở hữu được những chiếc vuốt bên em, các bác chốt. Đợt này rất là về rất là ít các bác. Các cái mặt hàng này không có nhiều đâu. Cái chiếc vuốt đẹp về rất là ít, hiếm. Lên mẫu nào là hết mẫu đấy luôn các bác, nhiều bác là chốt không kịp bên em. Đấy, phải hẹn các bác mẫu sau. Đấy, bây giờ là em lại lên thêm một chiếc nữa các bác nhé, mã 17 là 2.300.000. Chốt cho em chiếc vuốt hổ. Em lên cho các bác một chiếc Zippo. Chiếc Zippo nguyên hộp các bác nhé. Zippo nguyên hộp. Một cái sản phẩm Zippo nguyên hộp. Đấy, phiên bản 04 các bác, 04 này. 04 được in hình khắc xúc sắc may mắn các bác. Đấy. Hình bàn tay các bác, cái đôi bàn tay này với chắc là đang kiểu thả những cái xúc sắc này ra. Đấy. Dành cho các bác nào đam mê bộ môn gọi là thả lắc xúc sắc. Đấy. Các bác nhìn các cái vân họa tiết đẹp chưa? Một chiếc Zippo hai bên luôn các bác ạ, hai bên mặt thì đều thiết kế là hình bàn tay thả lắc xúc sắc. Chiếc này bản đời số 04 các bác nhá, đời số 04. Đấy. Nguyên hộp mới tinh, nguyên hộp.
mới tinh nguyên hộp các bác ạ. Hàng chưa sử dụng, đẹp, xuất sắc, mới tinh. Có hộp các bác nhá, một chiếc Zippo đến từ Mỹ. Đến từ Mỹ. Đấy. Các bác đậy lắp vào. Đấy, nguyên tem tác luôn. Đằng sau này, đấy, nguyên hộp. Để cho các bác chiếc Zippo mới tinh. Về các bác dùng hút thuốc, trưng bày và làm những cái món quà tặng mới tinh như thế này. Đấy, em để cho các bác là mã 18 nhá. Mã 18 là 900. 900 ngàn đồng, mã 18. Đấy, bao chuẩn luôn cho các bác. Không chuẩn không lấy tiền nhá. 900 ngàn đồng, mã 18 này. Tiếp theo, em lên mã 19 ạ. Mã 19 giao lưu với các bác là một chiếc kính ra băng. Một chiếc kính ra băng, kính cổ. Các bác nhá, kính cổ mạ vàng. Chiếc này kính mạ vàng. Có triện khắc ở trên cầu trên và cầu dưới đàng hoàng. Đấy. Bắt nét khó quá. Các bác còn thể nhìn thấy không? Các bác thấy có triện chữ không? Đây, da băng. Da băng USA các bác nhá. Đấy, một chiếc kính ra băng đến từ Mỹ. Đấy, tiếp tục là triện đây. Cầu trên, cầu dưới, ra băng USA. Đấy. Kính zin các bác nhá. Đấy, kính có ra băng, có mắt da băng, kính zin. Gọng càng. Đấy. Một chiếc kính ra băng chính hãng đến từ Mỹ các bác nhá, phiên bản cổ. Đấy. Kính cổ mạ vàng. Thương hiệu ra băng. Đấy. Thời trang mắt giọt lệ. Em đo size này. Size ngang kính là 13 136 các bác nhá. Size ngang kính là 136. Đấy. Chiếc kính ra băng. Một phiên bản made in USA. Mạ vàng cổ. Đấy. Kính zin. Có mắt logo ra băng. Đấy. Mắt giọt lệ rất đẹp các bác nhá. Đấy. Chiếc này ngày hôm nay em để cho các bác là 2.800.000. 2.800.000 nhá. 2.800.000 cho em mã 19 này. Đấy, mã 19 cho chiếc kính ra băng là 2.800.000. Tiếp theo. Em lên mã số 20. 20 là một chiếc kính Moren thương hiệu của Pháp. Moren Pháp cổ. Bọc vàng. Chiếc này không có mắt các bác, em mua về gọng không, không có mắt. Chiếc này độc đáo và rất là đẹp. Các bác nhìn cái phần, các bác có thể nhìn cái phần cầu cũng như là phần gọng càng nhá. Đây. Thiết kế rất là độc đáo luôn. Thiết kế rất là độc đáo đấy. Cầu này. Gọng càng này. Zin nguyên hết các bác. Bọc vàng. Chuẩn xịn nha. Đấy. Quay rất là kỹ cho các bác. Moren. Đấy, một chiếc kính Moren. Bọc vàng Pháp cổ. Chuẩn xịn. Mới tinh. Đấy, không một vết trầy trụa xước sát nào cả. Không một vết trầy trụa xước sát. Đấy, cầu và phần gọng các bác nhá. Đấy, nối với cả phần gọng mắt kính này nhìn trông rất là độc đáo. Rất độc đáo, rất bắt mắt. Chiếc này size ngang kính là 123 các bác. Size ngang kính là 123 nhá. Đấy. Thì hôm nay thì em để cho bác chiếc kính này với giá là 2.500.000 đồng. 2.500.000 đồng. Đấy, cho chiếc kính Moren Pháp cổ bọc vàng. Đấy, cầu và chuôi càng cách điệu, đẹp, độc đáo, chất lượng. Đấy, các bác chơi. Đấy, các bác lắp mắt cận hoặc mắt lạ hoặc mắt dâm tùy. Tùy theo nhu cầu của các bác nhá. Kính rất đẹp các bác. Đấy. Mã kính số 20. Để cho các bác là 2.500.000 đồng. Hôm nay còn một mã cuối cùng em lên tri ân cho các bác nhé. Đấy. Cái sản phẩm này là một cái sản phẩm tri ân cho các bác, một cái sản phẩm. Đấy. Đây như là một điếu xì gà các bác có thể nhìn thấy. Đấy. Đây như là một cái điếu xì gà. Nhưng mà thật ra là một cái sản phẩm nước hoa các bác nhé. Đây là nước hoa. Nước hoa tinh dầu Cuba. Đấy, natural thiên nhiên các bác nhé. Đấy, spray. Đấy. Đây là
mã sản phẩm này là mã Orin các bác nhé. Mã Orin là mùi vàng đấy, mùi vàng ngọt rất là thơm đấy, các bác xịt trên người lưu hương rất lâu và cực kỳ thơm các bác nhé. Đấy, đây là một sản phẩm nước hoa tinh dầu Cuba đấy, đấy. Có logo ông này tổng thống này các bác này đấy. Orin hàng chuẩn các bác nhé, chuẩn đấy, 35ml, lọ này là 35ml các bác ạ. Đấy, lọ này tương đương với cái lọ nhỏ 35ml đấy. Đấy, các bác cứ thử đấy, sử dụng một cái sản phẩm này bên em về các bác xịt cực kỳ thơm luôn và lưu hương rất lâu đấy. Đầy mùi nam tính mạnh mẽ các bác ạ, mùi này mùi ngọt nhá, mùi ngọt các bác, mùi này như kiểu mùi ngọt, mùi sâm banh đấy, spray Eau de Toilette này đấy. Eau de Toilette Cuba. Đấy, cái này em mua từ bên kia về. Đấy, sản phẩm mua từ bên nước ngoài về thấy hay. Đấy, nó như một cái điếu xì gà các bác vừa để trưng bày. Đấy, Cuba Original by Perfume Des Champ. Đấy, nó như là một cái điếu xì gà các bác để trên bàn bày rất là đẹp. Thỉnh thoảng các bác xịt xịt vài phát cực kỳ thơm lâu. Đấy, đặc biệt là cho các bác nào thích gọi là thích cái đấy, cái hương thơm ngọt ngào quyến rũ. Mã này mã cuối cùng em để cho các bác nhé, mã 21 400, chiên cho các bác 400. Các bác cứ thử, em có một lọ thôi các bác, không có nhiều đâu. Đấy, bác nào thích thì các bác thử sản phẩm này. Đấy, em về thêm đợt tới sẽ về thêm khoảng một vài lọ nữa nếu mà các bác thích, xem các bác có thích không. Nếu mà các bác thích mà các bác chốt thì em sẽ về thêm một vài lọ nữa. Đấy, cho các bác cùng chơi. Đấy, nước hoa các bác nhé, xịn, bao xịn luôn, original xịn luôn. Mã số 21 400, chốt cho em. Kết thúc phiên video ngày hôm nay các bác nhé. Đấy, với 21 mẫu sản phẩm đồng hồ, trang sức, vòng tay, dây chuyền, nhẫn. Đấy, nước hoa. Hy vọng là các bác xem video clip của shop, các bác sẽ cảm thấy vui, giải trí. Các bác thích ưng mẫu nào thì các bác liên hệ nhắn tin cho shop có Zalo hoặc là các bác gọi điện có hotline nhé. Bên em sẽ trả lời thắc mắc của các bác, giải đáp rất là nhiệt tình, tư vấn kỹ càng cho các bác trước khi các bác mua hàng. Đấy, bây giờ thì bên em xin phép là dừng buổi video clip tại đây. Xin chúc các bác thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thành công trong công việc cũng như là trong cuộc sống, và luôn đồng hành ủng hộ cùng shop qua những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.